Thực hư thông tin fanpage VTVM ONA bị hack. Khoảng 18 giờ 53 phút tối ngày 5 tháng 4, fanpage VTVM ONA đã bất ngờ thay đổi ảnh đại diện, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Tối ngày 5 tháng 4, cộng đồng mạng tại Việt Nam đặc biệt xôn xao khi ảnh đại diện của fanpage VTVM ONA bất ngờ bị thay đổi bằng hình ảnh một hacker kèm lời nhắn hi VTVM ONA, dẫn đến nghi vấn tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát trang, đặc biệt là khi làn sóng tấn công mạng đang tăng cao. Không lâu sau, 19 giờ 11 phút, fanpage VTVM ONA đã đổi lại ảnh đại diện kèm theo dòng bình luận hi tim, chúng mình đã trở lại. Dù sự việc diễn ra chưa đến 20 phút nhưng cũng đủ làm xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người thậm chí còn thi nhau đồn đoán xem nhân vật nào đã hack fanpage VTVM ONA. Diễn biến câu chuyện bất ngờ hơn khi fanpage VTVM ONA đăng tải bài viết đính chính, xin lỗi nếu đã làm mọi người hoang mang. Việc đổi avatar này đột ngột trong vài phút theo ý đồ của admin cho chương trình Smart Money tối nay. Chương trình cảnh báo về việc các cá nhân và doanh nghiệp liên tục bị tin tặc tấn công trong thời gian gần đây. Trước đó, vào ngày 2 tháng 5 năm 2022, fanpage trung tâm tin tức VTV24 cũng đã bất ngờ thay đổi ảnh đại diện mang thương hiệu của VTV24 thành meme gây cười kèm câu khiêu khích, không ngờ tới phải không. Tuy nhiên, vài ngày sau, phía nhà đài đã công bố lý do rằng việc này chỉ nhằm quảng cáo cho chương trình live và lần này cũng không ngoại lệ, để cảnh báo với mọi người rằng ai cũng có thể bị hack.